们说我是从石头里蹦出来的妖猴，不可控，không thể khống chế. 付之一笑。而他们自己却来自另外一些地方，乘坐着被叫做凌霄天庭的太空大船，与我战得天昏地暗。và đáng tiếc nữa, bản xoáy sẽ cho nổ tung vào thành yêu táp của thần châu các người. Nghe đi, tiếng khóc của bản dân đen trong tòa thành kia, người cũng xứng mà nghe tiếng khóc. Đây là ý trời, ý trời, trời có ý như thế, trời chính là có ý như thế. Tại nhắc lại lần nữa, cút khỏi thần châu, về thiên đạo tinh của các người để chiến đấu đến lúc này, thì nó chúng ta làm sao mà vậy? Vậy ngươi còn ở đây phí lời làm gì? Hết lính rồi chứ gì? Tư lệnh đơn độc. Lão Tôn ta nói lần cuối, Tôn ta một thành, chém người ngàn đoạn. Nhìn cái gì mà nhìn? Phan Chấn, các người vẫn là nên lui binh đi. Hai bên đều có công vong. Lão Đỗ, nếu các người cứ khư cố chấp, ta nghĩ rằng lịch sử Liệt Dương rơi xuống sẽ tái diễn lần nữa. Một vài tên các người cho rằng bóng tối nhất định phải tồn tại, nhưng đó là vì thế giới của các người tốt hơn. Nếu người đã nói chuyện với Lão Đỗ rồi, chúng ta có thể lui binh. Nhưng nhớ cho kỹ, thiên đạo vẫn luôn ở đây, không chỉ ở hiện tại mà còn ở tương lai. Lái Vân Tiêu Thiên Địch trở về thiên đạo tinh. Con dân của bảy thành, người vẫn cứ như vậy, bất chấp hậu quả. Cũng không biết thần châu có người là phúc hay là họa. Ngộ Không, ta đã sắp xếp một chuyến tu hành, ngươi đi đi. Hắn sẽ là sư phụ của ngươi. Ta không muốn tu hành gì cả. Có đôi khi vì sinh mệnh, vì mạng sống của người phàm, có lẽ người có thể sẽ không hiểu, dù sao người cũng là thú. Trong 1000 thế giới, chỉ có thế giới của loài người mới có thiện lương và từ bi. Cũng chỉ có thế giới của thiện lương và từ bi sống mới có ý nghĩa. Đi thử đến với loài người. Có câu nói là đường dài còn lắm gian truân, ta đi tìm kiếm không ngày nào thôi.
phim Liệt Dương Thiên Đạo do TV2 chấp đã gặp thực hiện hết mình. Alo, Lão Đỗ, là có chuyện gì thế? Chuyện là thế này. Được rồi, ông tóm tắt nhiệm vụ rồi nhắn cho ta. Ta còn đang ngủ đấy. Các người bây giờ không phải đã làm những thứ công nghệ cao kia sao? Ngộ không, ta không nói cách khác nữa. Địa cầu cần người. Địa cầu cần ta. Bao nhiêu lần rồi? Địa cầu cần ta. Ngộ không, người nói từ 1000 năm trước đến nay ta thế nào? Muốn ta nói lời thật lòng sao? Nói thật lòng. Mau nói thế nào cũng được. Cũng được. Tiêu chuẩn phán đoán của ta tương đối không khoa học. Hoặc là người ngoài hành tinh. Hoặc là yêu ma quỷ quái. Ông thì Lão Đỗ, người ngoài hành tinh. Vì địa cầu chúng ta đã cống hiến rất lớn. Ta công nhận. Được chưa? Một mép láo lỉnh. Vô cùng cảm ơn, Ngô không đã công nhận. Được rồi, tin nhắn gửi cho người, chú ý nhận rồi kiểm tra. Nhanh lên đấy. Cái tính kỳ này của ta cũng sắp bị nhân loại các người đồng hóa rồi. Ông chủ, cho một két bia. 50. Cảm ơn nhé. Được, hoan nghênh lần sau lại đến. Hơn 1000 năm rồi. Selfie xong cũng không biết nên gửi cho ai. Sư phụ, thế giới của người nhiều tai nạn quá. Cũng là thế giới của con. Con ở thế giới này là đấu chiến thắng Phật. Đúng là cao hơn bọn họ, cao đến khủng khiếp. Nhưng mà con đây vẫn không có bằng hữu. Cũng không biết vì sao, ở trước mặt bọn họ, con muốn mai danh ẩn tích, giả dạng giống như bọn mình độc quyền bởi TV2. Con thường tự nói với bản thân, bộ dạng thật của con sẽ dọa bọn họ mất. Nhưng những lê dân bách tính đó là chúa tể của tinh cầu này. Còn con tự nói với mình, con là Phật, không đấu, không tranh, thủ hộ, bảo vệ bọn họ. Sư phụ, đau lắm, nhưng cũng vui đấy. Sư phụ à, đột nhiên muốn nói chuyện. À, đúng rồi. Tiền toán nhiệm vụ. Lão Đỗ kia lại gửi cầu cứu rồi. Để con xem. Đại ý chính là giáo dục một đám trẻ con. Hành tinh khác xâm lược. Lại là hành tinh khác xâm lược à? Đế Lê Na. Họ đế.
Sư phụ, Loài khỉ chúng con cũng hiếu chiến, thỉnh thoảng đánh nhau một chút, đồng lại bị thương một chút cũng không sao. Nhưng mà nhân loại, bọn họ biết đánh trận, giết cả mấy ngàn mấy vạn năm. Sau khi người rời đi, thời gian vẫn luôn không dứt. Hổ thẹn thay. Uống rượu thì không lái xe. Ông bạn già, người cũng nên nâng cấp rồi. Lão Tôn ta, đi. Đi. Đại Thánh, chúng ta quen nhau à? Không có. Cho dù không có, nhưng không ai không biết ngài. Áp lực như núi nhỉ. Được rồi, ta giới thiệu sơ lược một chút. Chúng ta dự đoán được sắp có một trận chiến từ ngoài hành tinh, cho nên cần tổ chức siêu cấp chiến binh địa cầu. Chúng ta đây cũng tổ chức một nhóm, một đám vớ va vớ vẩn. Họ bây giờ thế nào rồi? Hiện tại chẳng ra sao cả. Vậy tới tìm ta là đánh cho bọn chúng dừng lại là được. Vậy các người tự đi mà đánh. Bọn họ đều là fan hâm mộ của ngài. Vậy thì ta càng không thể đánh. Quan hệ rất phức tạp. Lĩnh đội bây giờ là người của Liệt Dương Tinh. Họ đế, đúng. Liệt Dương chủ thần, đế Lê Na. Bọn họ từng tự cho mình là thiên đạo. Dựa vào kỹ thuật trước mắt của địa cầu chúng ta, không xây dựng được Hùng Binh Liên. Hùng Binh Liên, đúng. Cần phải có Liệt Dương trợ giúp. Địa cầu không tổng hợp được thiết giáp án hợp kim. Nhưng mà nếu như không có ngài, Liên minh Hùng Binh cũng sẽ không biết đi về đâu. Địa cầu chúng ta sẽ không thể chống lại xâm lược của nền văn minh tiên tiến hơn. Mà ngài bớt lấy lòng ta đi, ta xem là được. Báo cáo, bọn họ sắp đến rồi. Ngài xem, bây giờ địa cầu ngoại trừ ngài cũng không ai có thể thực sự giáo huấn được bọn họ. Vậy ta cũng phải gặp mặt bọn chúng một chút. Đại Thánh, bọn họ mặc thiết giáp ám hợp kim, cách thức dò xét thông thường không thể thấy được. Hay là ngài cứ nghỉ ngơi một lát. Khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển. Nhìn kìa, là Tôn Ngộ Không thật kìa. Ta là Phần Thích. Ta gặp được Tôn Ngộ Không. Mình gặp được Tôn Ngộ Không thật rồi. Tề Thiên Đại Thánh, Đại Náo Thiên Cung. Ta thích Tề Thiên Đại Thánh. Vậy chuyện Đại Náo Thiên Cung là thật đấy. Cái gì Tề Thiên Đại Thánh, cái gì Đại Náo Thiên Cung chứ? Vớ va vớ vẩn. Nào là sinh viên, giờ nhân viên chuyển phát nhanh. Một đám này còn kéo theo một đám cận bã xã hội.
Không đánh nữa, không đánh nữa. Hậu sinh hảo ý mà. Các người đánh không tệ. Ta là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Từ rất sớm đã đi tới thế giới này, đối mặt qua vô số nguy nan. Nhưng lần này nhìn thấy các người, thiên kiếp sắp tới rồi, Lão Tôn ta cũng không biết phải đối mặt thế nào nữa. Đại Thánh, thời gian không còn sớm nữa. Đội tướng quân đang ở cực hợp hào chờ ngài. Ngài đi cùng với các đội hữu chứ, Lão Đỗ. Được, được. Đi xem thử. Thần tượng, Tây Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sắp làm đội trưởng của chúng ta rồi này. Hầu ca, hầu ca, hầu ca. Đi nhanh hết lên cho ta, ngồi vào chỗ. Ta nói rõ một chút. Ta là thần, thần của người Liệt Dương, cũng là thần của các người. Chỉ là bây giờ ta là cái gì của các người nhỉ? À, đội trưởng. Đã rõ chưa? Sắp đến cự hạc hào. Trong các người có thể bay chỉ có Tường Vi, Tôn Ngộ Không. Nữ Bồ Tát này là ai vậy? Còn muốn ta nhắc lại sao? Chủ thần cùng đội trưởng của các người, Lây Nà. Trên tâm ta không có đội trưởng, càng không có chủ thần, chỉ có Phật. Sao đã thì sao? Sao đã ta chịu đựng, không so đo với người. Thiên đạo tinh nhân là Liệt Dương. Liệt Dương, Liệt Dương. Thiên đạo, Thiên đạo. Liệt Dương chính là Thiên đạo, Thiên đạo chính là Liệt Dương. Chỉ có điều vào lúc bênh báo tự đắc, thứ gọi là Thiên đạo bị đánh cho rụt cổ rồi, chuyển thành Liệt Dương. Ta nghe nói người đấu chiến thắng Phật, vướng mắc không rõ với Liệt Dương. Ta không so đo với người. Kẻ địch hiện tại của chúng ta là Thao Thiết. Đã biết chưa? Được rồi. Ta là Thái Dương Chi Quang. Nhảy. Mời chinh phục ta. Thao Thiết chẳng qua chỉ là một phiền toái nhỏ, mình cô cũng đủ để giải quyết. Thao Thiết cũng không phải phiền phức của Liệt Dương chúng ta. Thiên đạo thì Thiên đạo, còn Liệt Dương cái gì chứ? Ta không rõ vì sao người tiên kỵ danh xưng này. Người bao nhiêu tuổi? 23. 23 tuổi. Chắc chắn là không hiểu cái khỉ gì cả. Tôi biết quá khứ hơn 1000 năm. Cười cái gì mà cười? Còn dám ném ta xuống. Không bằng lát nữa đến phòng ta, chúng ta tâm sự đi. Thank you.
Rất đẹp. Cái gọi là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt hạn. Nhưng đối với loài thủy mà nói, cô ngay cả lông còn chưa mọc đủ. Ta cũng không có ý định cho người xem đâu. Cô còn chờ ai nữa? Từ Liệt Dương, Thiên Đạo. Từ Liệt Dương tới địa cầu, niềm vui thú lớn nhất của ta chính là có thể ăn mặc thật thời thượng. Một chủ thần Thiên Đạo là vì thời thượng ở địa cầu. Liên quan tới quyền chỉ huy Liên Hùng Binh, ta không muốn cử chỉ huy gì cả. Hùng Binh Liên, đây là bọn trẻ danh. Đừng có cậy già lên mặt nữa. Thiên Đạo vào 1400 năm trước từng tới địa cầu một chuyến. Bọn họ mở ra cái gì mà Vân Tiêu Thiên Đình lơ lửng trên không ở Đông Hải? Những điều này ta không biết. Cô không biết. Vậy cô có biết trong bọn họ có một tên gọi là Phan Trấn đánh với ta đến long trời lở đất, dám cho đổ tung bảy thành ở Đông Hải, muốn khiến cho lão Tôn đầu hàng? Sao là thế nào? Sau đó thế nào à? Sao đó bọn họ rời đi, bị khuyên lui binh, vậy còn ngươi? Ta như thế nào? Bọn họ không thể không áp chế được ngươi. Lão Đỗ, các ngươi bây giờ gọi ông ta là Đu Khan. Đu Khan là tên ông ta bây giờ. Ta chỉ gọi ông ta là Lão Đỗ. Nếu như không có ông ta, địa cầu bây giờ trên không sẽ còn lơ lửng Vân Tiêu Thiên Đình của Thiên Đạo tinh các người. Có gì xấu sao? Lão Tôn ta chính là không được vui. Thiên Đạo có thể bảo vệ địa cầu bình an, Lão Tôn cũng có thể. Nhưng mà Lão Tôn những năm gần đây làm như thế nào? Mai danh ẩn tích, tình nguyện bị thế gian lãng quên, chỉ để làm cho địa cầu thái bình. Đấy có phải là rất ngu ngốc sao? Người ngốc như vậy làm sao cho địa cầu thái bình đây? Cô, người xem đi, đại quân của Thao Thiết đột kích, ai chỉ thị? Người có biết không? Chỉ dựa vào ngươi thì chẳng lẽ dựa vào cô? Ta đủ để được lại toàn bộ Minh Hà. Ta đủ để cho cô quỳ gọi ta là hầu ca. Không có tự nhiên mà yêu. Người phàm con như vậy huống chi là thần. Ta đảm bảo tự ta có thể làm được. Các người không được. Các người là một thiên đình. Chúng ta tất phải đánh một trận. Đánh một trận. Đánh nhau là suy nghĩ của những kẻ nghĩ đôi bên thực lực ngang nhau. Vậy ta cũng không muốn ức hiếp người. Dừng lại. Ác quy chát. Thời đại đang thay đổi. Muốn ta lý giải lập tức cũng không dễ dàng. Người bên ngoài địa cầu, một số được xưng là thần, một số được xưng là ma. Cát Tiểu Luân, muốn nói chuyện yêu đương đúng không?
Người trẻ tuổi chịu không nổi loại nhiệt tình này. Đế Lena được xưng là Thái Dương Chi Quang. Sức quyến rũ của cô ta là không thể kháng cự. Cân Đầu Vân, đưa ta đi Thiên Đạo Tinh. Lần này đi Thiên Đạo Tinh, qua cầu quá nhiều lần, liên tục nhảy vào tinh thể, cần 11 ngày. Đi. Người đến là ai? Ta là Đấu Chiến Thắng Phật, hệ hành tinh Xích Ồ Địa Cầu, Tôn Ngộ Không. Tới nơi này làm gì? Ta muốn gặp đế vương của các người. Đế vương ngươi muốn gặp là gặp sao? Thời gian của ta không nhiều. Vậy là phải đánh vào rồi. Đánh vào. Tôn Ngộ Không, đây cũng không phải là 1.400 năm trước. Tiền pháp phương án nhắm vào người chúng ta đã sớm nghiên cứu thấu rồi. Người đấy lên trước à? Tiền pháp phương án, lại còn có tiền pháp phương án. Cái này ở địa cầu chúng ta gọi là phương pháp khoa học kỹ thuật, sẽ không dễ dàng bị các người hù dọa nữa. Một thời không phải là một đời. Địa cầu các người chịu không nổi một kích. Ta cảm thấy luôn có cách để phá hủy Thiên Đạo Tinh của các người. Hầu tử, muốn chết. Ah!
Người xem, Huyền Thiên Cực là một tiểu thần. Hắn bây giờ cũng có thể đấu với người nửa canh giờ. Người thế này lấy cái gì mà đòi hủy liệt dương? Chỉ dựa vào tại là đấu chiến thắng Phật Tông Ngộ Không? Người có chắc là dựa vào bản thân thì có thể đảo ngược cản khôn không? Đế Lê Na đã xảy ra chuyện gì? Người tốt nhất nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta chẳng có quan hệ gì với nhau, sao phải giải thích cho người? Bớt nói nhiều lời, rõ ràng có thể hét miệng giải quyết vấn đề, đừng ép đến phải dùng vũ lực để giải quyết. Liệu có các người đứng trước cảnh bị thao thiết của tinh hệ Minh Hà xâm lấn, Lena xuất phát từ tấm lòng thiện ý để giúp địa cầu các người phòng ngự? Có thật như thế không? Đúng thật như thế. Sao? Cô cũng quay về rồi. Sao ta vạch trần các người sao? Thiện ý giúp các người. Nói thật Tôn Ngộ Không, cho dù ta nắm lấy địa cầu của người thì ngươi có thể làm gì được ta? Lê Na, chưa có vô lễ. Ông đừng có giáo huấn ta. Ta là chủ thần của Liệt Dương. Lê Na, ta không ngại đánh cho người răng rụng đầy đất. Thiên đạo, chủ thần, chủ thần muốn ngươi quỳ thì ngươi phải quỳ. Nhìn cho rõ nơi này là thế giới của ai. Hắn nói chuyện tuy rằng không dễ nghe, nhưng mà cũng không sai. Thế được con dùng cách thô lỗ thế chứ? Tôn Ngộ Không, nếu người không muốn khơi dậy mâu thuẫn giữa địa cầu và Liệt Dương thì biết điều một chút. Người ở chỗ này dây dưa với ta sẽ chỉ làm cho địa cầu bị thao thiết tiêu diệt. Chủ thần Lena, thao thiết đại quân sắp tiến vào hệ hành tinh Xích Ổ. Các người cẩn thận một chút cho ta, nhất là nhà ta ở bên kia. Mà mời Phạm Trần tướng quân tới gặp ta. Thứ gì thế này? Xấu xí. Cái này là giày da. Là giày da của văn minh địa cầu. So với Liệt Dương thì nhiệt độ không khí ở địa cầu thấp hơn rất nhiều. Nơi đó có dễ chịu không? Lúc đầu cũng không quen lắm, nhưng mà trái lại cũng rất dễ chịu. Bình thường không cần mặc quần giống như ta vừa rồi.
Chủ thần Lena, Phật trần tướng quân nói ra có việc không thể bái kiến, lý nào lại như vậy? Xin bệ hạ bớt giận, đây cũng không phải lần đầu. Để sao được rồi, đi tắm rửa. Đế Lena, hầu tử kia vừa rồi là kẻ địch của người. Người đang nói chuyện với ta phải không? Đúng vậy. Đế Lena, ta là chủ thần của các người. Trước quân y lớn như thế, người đương nhiên là chủ thần. Nhưng mà chủ thần lúc này thì có làm được cái gì? Người mới có 23 tuổi, mà ta cũng đã hơn 2000 tuổi. Phan Trấn tướng quân càng là hơn 3 tuổi. Chủ thần hiện tại cũng chỉ là một học sinh của Phan đại tướng quân. Kể ra còn là sư muội của ta. Ông nói nhảm nhiều như vậy, nhưng Liệt Dương trước sau đây là thiên hạ của họ đế. Ta là người thừa kế đầu của Liệt Dương Vương. Ông không nói tiếng nào đã lén lút vào tầm cung của ta, còn nói chuyện lên giọng như thế. Giờ đang tính toán để tạo phản hả? Không không, không dám. Mà tướng chỉ đang tới nhắc nhở bệ hạ, đừng quên sứ mệnh của người. Người là đại diện cho Liệt Dương Thiên Đạo. Địa cầu đẹp như vậy, bệ hạ đại diện cho Liệt Dương Thiên Đạo. Rất nhiều người của Liệt Dương, bọn họ cũng muốn đến đó dạo chơi. Nhưng làm sao mà đi dạo? Bệ hạ đang là thần của Vân Tiêu Thiên Đình, thì không thể cho phép những người như chúng ta cũng qua bên đó làm thần sao? Văn minh bên đó cũng là văn minh. Bọn họ không chấp nhận với cái khái niệm thần này. Phan Trấn tướng quân chấp nhận không phải là được rồi sao? Cho dù người là chủ thần bệ hạ, chẳng phải người vẫn còn nhỏ sao? Người lấy cái gì để lay động quyền uy 6 vạn năm của Liệt Dương? Ta phải làm thế nào? Ta phải làm sao? Kẻ địch thực sự duy nhất của chúng ta bây giờ chỉ có Tôn Ngộ Không. Còn bệ hạ chỉ cần phải xử lý một con hầu tử mặt. So với vương vị Liệt Dương, cái gì nhẹ, cái gì nặng? Đây là ý của Phan Trấn tướng quân sao? Bệ hạ cảm thấy thế nào? Nhiếp chính vương, Lena còn nhỏ, chưa chắc có thể gánh vác được sứ mệnh của Liệt Dương Thiên Đạo. Ta xin nhờ, vào lúc cần thiết, trợ giúp nó chút sức lực. Ta hy vọng đem phương thiên kích của mình chế tạo thành kích giết thần. Địa cầu không nên có siêu cấp chiến binh cường đại tồn tại, nhất là cái loại giống như đấu chiến thắng Phật. Siêu cấp chiến binh đầu óc ngu si. Lão Đỗ, ta đi một chuyến đến Thiên Đạo Tinh, thế nào? Chẳng ra sao cả, không thân lắm. Ngươi đi, bọn họ thân thiết được mới lạ đấy. Ngươi đã quên 1400 năm trước bọn họ đã đối với địa cầu thế nào sao? Quên không được. Ta nên làm gì? Ta đi xin phép một chút. Xin chỉ thị, lại là xin chỉ thị. Tuy rằng ta có thể hiểu được các người, nhưng mà chúng ta có thể tâm sự giống như bằng hữu sao? Ngộ Không, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, nhưng mà không thể trò chuyện lung tung được. Nhạt nhẽo, thật là nhạt nhẽo. Vậy được, 88 bộ chiến giáp mà ta cần, các người làm xong chưa? Đang đẩy nhanh tiến độ, có thể chất lượng sẽ kém một chút, để ta xem thử. Người định dùng thế nào?
dùng toàn bộ năng lực của ta, đồng thời chi phối 88 chiến giáp tác chiến, là thuật phân thân cao cấp. Cái kỹ thuật này, kỹ thuật thì ta không hiểu, nhưng mà ta có thể làm được. Ngươi cũng nhìn ra, tâm tình ta thật sự không tốt. Ngươi đã là thần thủ hộ địa cầu, lại không thể không mai danh ẩn tích, giờ gặp được Lena, cô ta lại càng không tôn trọng ngươi. Trẻ con, khi còn là trẻ con mà, Lena đúng là còn nhỏ, cô ta không có tâm cơ được như vậy. Vậy cũng chưa chắc. Huống chi, Huyền Thiên Cực kia cũng không phải là người tốt lành gì. Phan Chấn cũng chưa hẳn là người tốt. Trong mắt của người địa cầu, người ngoài hành tinh luôn luôn có vấn đề. Không tin đến ông. Đa tạ. Ngộ không, Lena vẫn rất là đáng yêu đấy. Tôn Ngộ Không, ta có lời muốn nói với người, ta không phải là kẻ địch của người. Sư phụ, bọn chúng mượn đám thao thiết muốn đưa thế giới vào hỗn độn. Nhưng đứa bé kia, con, cũng sẽ không ở chung với bọn nó, càng không biết làm thế nào để cảm hóa bọn nó. Bảo con chủ động đi giảng giải đạo lý với bọn nó, con cảm thấy con làm không được. Không biết làm như thế nào cho phải. Liều, đi liều một phen. Có lẽ à? Sư phụ, thảo thiết chỉ là nước cờ đầu của bọn chúng. Một nền văn minh chỉ có từ chiến tranh mới có thể ngộ ra phương hướng của mình. Chắc chắn sẽ mang thiện lương và từ bi đến cho thế giới này. Tôn Ngộ Không, chúng ta cần phải hợp tác chặt chẽ. Thật sự là yếu ớt mà. Bọn nhỏ địa cầu, đây là một cái bẫy đấy.
Ngộ Không, ngươi có thể chiến đấu không? Tôi còn chưa chết đây thôi. Còn mà chiến tranh đỉnh cao nhất của Liệt Dương, người chết ta cũng không chết, được tự cho là đúng. Ta chỉ nói đúng sự thật. Cô có phải rất có năng lực sao? Thật ra thì trận chiến này chúng ta phối hợp một chút là có thể nắm chắc được. Không cần. Vậy ngươi cứ tự nhiên. Đây chính là quân uy. Đại thánh các người bắt đầu ra tay rồi, xem hắn biểu diễn có ổn hay không đi. Rõ ràng cô có sức mạnh rất đáng sợ, là muốn diễn lại đối phó với ta sao? Đáng sợ mới là thái độ của người địa cầu các người đấy. Chính là thần. Thần kinh hả? Người ngoài hành tinh như cô thì ghê gớm lắm hả? Sao hả? Ngươi có ý kiến à? Dễ như trở bàn tay là tiêu diệt được cái đám hỗn tạp nhỏ ngoài hành tinh này sao? Đúng thế. Ngươi cũng dễ như trở bàn tay tiêu diệt đám người máy lớn kia. Ta và cô không giống. Ta dựa vào chính là võ công. Cô dựa vào chính là sức mạnh hạt nhân. Cho nên không phải là ta không tin cô. Ta đến thiên đạo các người. Nhưng thiên đạo các người từ trên xuống dưới đều không phải có chút tôn trọng ý kiến của địa cầu. Mà nền văn minh đi tìm kiếm sự trợ giúp, tôi mới được tôn trọng thế nào nữa? Được. Trợ giúp xong rồi, thao thiết đã bị tiêu diệt rồi. Tiếp theo đây, các người muốn địa cầu ký hiệp ước thế nào? Ta cảm thấy phải đập chết người trước đã mới có thể đàm phán quan hệ giữa Liệt Dương chúng ta và địa cầu. Đúng. Vậy thì đơn giản thôi. Tới đi. Ta tới đây. Bây giờ mà đây, nơi này cũng xem như một chiến trường không tệ. Cư dân thành phố về cơ bản đã rút khỏi, còn lại toàn bộ đều là các tòa nhà công ty của địa cầu các người. Bây giờ cũng đã hủy đến móc méo luôn rồi. Chỉ cần không thương tổn đến người vô tội, đền trước tiền là có thể giải quyết được. Chủ thần ta không thiếu tiền, cứ việc hủy thoải mái, ta trả tiền. Lúc đầu chỉ là nợ cái mông, bây giờ đến cái miệng cũng nợ. Ăn đạn pháo đi. Ra tay rất độc ác. Cảm nhận nhiệt độ của mặt trời đốt trụi khổng lồ khỉ của ngươi đi. Ta mỗi chân hỏa ta cũng không sợ. Sẽ cắn xử cô đây.
Chào. Một cái bàn đạp phi hành khỉ. Cho ta mượn dùng một chút nhé. Giải mã chương trình khởi động. Phương thức học lái. Giải mã password. Giải mã password cấp 2. Xin đợi một lát. Giải mã thành công. Khởi động hệ thống. Ngươi chạy. Đừng có chạy, tốt tặc. Nhường cho cô, cô còn được cô đòi tiền. Cô biết sự lợi hại của tôm ra ra nhà cô. Tiểu cô nương. Sáng xung kích nghe thật. Cái thiết giáp hợp kim đen này thật sự là bảo bối. Ái chà chà, thế mà còn chống đỡ được. Chắc là cũng phải nửa chết nửa sống rồi nhỉ. Tiếp tục đánh. Cái khối sắt này đã bị nổ nát hoàn toàn, điều đó có người cũng không có vật liệu, ta đây cũng mặc kệ nhé. Định. Trời đất, xảy ra chuyện gì? Yết đế, yết đế, yết đế, yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tắc bà hải. Được. Đánh cho ta.
năng lượng thái dương, nổ chết các người. Ta còn chưa biết bay. Bảo bối chính là bảo bối. Chuẩn bị kết thúc rồi. Mẹ ơi, nhiều như vậy à? Mới làm gì? Tôi tới đây. Ta cũng thu tay lại rồi. Đánh thì đánh, đừng có xem thường ta. Xem uy lực của ta đây. Ta phải mở ra chiến tranh vũ trụ. Cổ giáp. Dừng tay. Ngay bây giờ không thể công kích ta. Đây là quy định. Quy định cái gì? Dừng lại. Không thì ta sẽ giết chết cô. Cô bé, niệm tình cô cũng biết không được đả thương tới người vô tội. Mỗi lần ta công kích đều thu tay lại. Nếu thật sự mà đánh nát cái thiết giáp hoặc kim đen này, lẽ cô ta cũng chỉ là một vấn đề thần chốt. Đừng phí sức. Đây là kim cô chú của lão tôm ta. Đáng ghét. Ta phục hành không? Phục hành không? Còn dùng lực nữa thì ta không để đâu đấy. Bắt nạt ta, năng lượng dự trữ hết rồi. Cô đấy, bắt nạt lão tôn ta hơi nhiều lông một chút là được rồi. Nhìn ra rồi, cô đúng thật sự là nữ thần. Hả, nhãn kim tinh của ngươi nhìn ra được cái này. Ngày đầu tiên ta gặp mặt đã nói ta là chủ thần. Ở địa cầu chúng ta, chủ thần cái gì đó cũng không phải như những người trẻ tuổi thích thời thượng, thích trưng diện ăn mặc. Tuy rằng thoạt nhìn như là ta thua, nhưng ta đây thật sự vẫn còn giữ lại năng lực của mình. Thật sự không muốn làm tổn thương ngươi. Ta cũng giữ lại thực lực của mình, càng không muốn làm cô bị thương. Cô lại là đội trưởng, là chủ thần. Ở trước mặt của bọn nhỏ đẹp mặt như vậy, làm hỏng ta cũng gánh không được trách nhiệm đâu đấy. Cảm ơn người đã khen. Lẽ ra ta còn muốn mắng người thêm một câu. Bỏ đi. Cô rất cô độc. Hả? Tìm bằng hữu khắp nơi, tìm người có thể hiểu được cô.
chẳng hạn như Diệu Văn, thân là chủ thần ở thiên đạo các người, một thân một mình, không chiếm được bất cứ ủng hộ nào. Bởi vì ta còn quá nhỏ. Vậy tại sao lại quá nhỏ thì lại không thể được ủng hộ chứ? Huyền Thiên Cục, sao ngươi lại tới đây? Ngươi làm gì vậy? Ta không cần người hỗ trợ như thế. Ta không phải đến giúp đỡ. Ta là tới giúp bệ hạ giải quyết kẻ địch tương lai. Hắn có phải kẻ địch tương lai của ta? Người còn nhỏ, không hiểu. Ta ra lệnh cho người dùng phương pháp nhanh nhất chữa khỏi thương tích cho Tôn Ngộ Không. Cái gì? Từ khi nào người có thể ra lệnh được cho ta vậy? Ngươi, yêu hầu không chết, thiên đạo chúng ta vĩnh viễn không cái nào đặt chân đến địa cầu. Đúng. Một khi đi tới địa cầu, chúng ta sẽ gọi được thuyết minh độc quyền bởi TV2.org. Về phần với đứa nhỏ còn lại, ngân hà chi lực gì đó, ngươi sẽ có rất nhiều thời gian để trò chuyện với bọn chúng. Với vẻ đẹp nhiệt huyết của ngươi, ta tin tưởng bọn chúng đều sẽ yêu thích ngươi. Ta đã nói, ta vẫn còn năng lực mạnh hơn, rất thích hợp để dùng trên người ngươi. Thương thế của người nặng hơn đấy. Thương thế của người nặng đến vậy. Dựa vào cái gì mà đòi phá hủy chiến binh đỉnh cấp của thiên đạo ta? Chỉ bằng hắn là chiến hữu của ta. Hả?
năng lực này. Dù trên người của kẻ gian lịnh như ngươi cũng rất phù hợp. Kim cương bất hoại cũng chỉ là thời điểm đánh sẽ không hỏng. Nhưng mà thân thế của chiến binh siêu cấp cũng không phải là vạn năng. Không biết địa cầu giao cho cô có được hay không. Những đứa bé kia sẽ còn cần trưởng thành. Thật không biết cô sẽ đối đãi với bọn họ như thế nào. Địa cầu cần chính là ngươi. Ta chỉ là bằng hữu của ngươi. Đúng rồi, người liệt dương chúng ta là người thiên đạo. Được, người thiên đạo. Sau này người thiên đạo cũng sẽ trở thành có giá trị tốt đẹp. Người thiên đạo. Chỉ đã quên mất muốn nói gì rồi. Có đôi khi người thiên đạo chúng ta đối với bằng hữu, đối với bằng hữu không chỉ là bằng ánh mắt, còn dùng trái tim. Thất bại rồi, thật sự thất bại rồi. Cô nói ta muốn chinh phục cô. Ta không, không được. Lão công ta còn chưa mạnh hơn chưa sử dụng đây. Ví dụ như pháp thiên tượng địa, ví dụ như đầu chuyển tinh di. Sau này giúp ta phủ chính thiên đạo.